Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mừng ngày thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì nhà mình lại tiếp tục xuống dưới nông trại để xem thử coi là các bạn đã đào xong cái lớp đất còn lại hay chưa. Nếu như xong cái lớp đấy nữa là dọn dẹp cả cái gọi là đất rơi đất vải nữa là xong xuôi mọi người. Làm riêng có như thế là được rồi đấy. Lê. Ê. Này. Cá tí. Chào các bạn, như tôi là cả gì? À, yeah. Lý, Lý chào ơi. Lý. Chào. 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 Ngay hôm trước thì mình thấy em Lý xuống dưới này mà trời lạnh ấy. Ba mẹ thì lại mặc cái áo phong phanh quá ấy. Thì chiều hôm nay là hai vợ chồng đi ngang qua chợ là thấy có mấy bộ đồ đẹp đẹp em mua cho em ấy. Không biết có vừa không? Đã, đã, say, đã say. Lý, tên ta. Để muda pro mentazo. Ôi giời tên, Hopa Novo. Ừ. Hopa Novo. Ai tên tay nè. Đấy, mấy cái áo này là chất liệu nó dày á mọi người. Dày mà nhìn phải làm ấm lắm. La voleva casa tenga la va primera da Elvidia. Agora sto promentaso. Ê, dài mặt rồi. Ra như thế là vừa đấy anh. Chị biết ê, có ri được đấy. Như thế chắc ấm không được. Ê. Ly. Ly. Không. Đấy. Áo thì nó hơi bị rồng ấy mọi người. Nhưng mà kiểu như con nít ấy thì vài bữa nữa nó lại nó kiểu nó chật ra ngay nhà. Dạ. Để có nằm nhánh lớn á. À, mấy tên nó xong về. Thì cả ạp về. Yeah. Bonita ấy. Đấy bạn ta. Cảm ơn. Dạ vâng, thử nốt cái bộ kia xem thử cái nào. Đấy bạn ta, đấy bạn. Muda sa. Promenta y su tamé. Promenta tamé otro. Quần thì chắc là vừa hết đấy anh. Úi, bộ đấy, quần đấy thì dài rồi. Nhưng mà nó ấm, cái quần này kiểu như quần bóng, quần nỉ á. Ừ, nó dày nhỉ. Dạ. Coi nào. Cái quần này thì nó khá là dày mọi người ạ. Chất vải nó dày ấy. Depois você dá ele vestir isso. Mais tarde, muito frio. Entendeu? Nước mưa ta lâu rồi dày quá hả? Epa, ta bonita, ta bonita, cười cười khoái, thích không? Ta đây ca thì khi nào tươi nhỉ? Mặt tươi. Ê, đi. Bộ này hơi rồng nhưng mà khi dày nó dày hơn, ẩm hơn. Được ạ. Lấy bàn ta. Cái này thì khoảng chắc là sang tháng nữa thì mặc vừa. Dạ. Ficasi, ficasi. Você não quer ele bem comprido? Não, não. Sao mua quà này đúng áo con trai không? Đấy. Đấy, Lê, bonita. À. Aqui. Bonita. Tá bonita. Obrigado. Yeah. Yeah. Depois lava aí, né? Tá bem, chefe. Sabe o que? Tem que meter meia. Tá bem. Porque isso tem andado, fica frio. Sempre quando frio aqui, vem na pulmão, fica tosse. Tá bem. Yeah? De minha saiu, vi assim com ele. Sim. Quando chega aqui, mas tem muito calor, muda. Depois quando atar um vítima. Tá bem. Yeah. Obrigado. Sim. Ấm không? À. Ta cúi á. Ấm không? À. Ấm không? Hả? À. Các bạn thì hiện tại đang đau hô ở phía ngoài kia kìa. Nhưng mà mình xuống cũng khá là buồn nên là tầm cái giờ này là các bạn cũng chuẩn bị nghỉ rồi.
Đấy, hiện tại là thấy bạn Manuel là dọn dẹp cái dây điện thôi, máy nổ mấy đôi chuẩn bị đưa vào trong á mọi người. Anh ấy ớt á, đợt này có hóa đấy đấy. Ớt nào? Ớt cay phía đâu kia. À, để mình ra xem thử coi là cây ớt cay bữa vừa rồi đấy là mình cũng mới cho nhổ cỏ này. Đấy. À, xem nó bữa nay nó được như thế nào đây. Có cái phía dưới kia là nó tốt á, nó có trái đấy. Có trái luôn á? Dạ. Ở hôm nay mới ghi hình lại cho mọi người xem là chưa thể hóa hay là cái gì mà. Nên nụ đây đây này. À đây này, đấy. Cái nó bữa nay là bắt đầu là có hoa rồi á mọi người. Đây, hoa lên đây này. Ớt này cay lắm đấy. Ớt này là cái loài ớt của Angola mọi người. Loài ớt tròn đấy. Nhưng mà cái giống ớt này thì ở bên này họ tiêu thụ rất là nhiều. Nên là mình nghĩ là trong cái ớt này bán cũng có thể được ấy. Em thấy cái ớt này nó lên không phải thật thẳng mà nó chia ra nhiều nhánh đúng không? Ừ, nó không như kiểu là cây ớt Sơn Châu của nhà mình. Đấy. Ở nhà lúc này em thấy có một cây có trái. Đấy, cái cây này có trái này. Xem nào. À, là trái đây đây này. Đấy. Này chuẩn bị có thu hoạch rồi mọi người. Bia bây giờ nó cũng tương cùng to nhỉ? Ừ. Chắc là em nghĩ phải cho các bạn là tước những cái vỏ khô á để cho nó tốt, nó thấn, nó dai đã. Bữa nay nó mọc rất là nhiều luôn, một khóm mà không biết bao nhiêu là cây. Bắp cải nó cũng cuồn nhiều đấy đấy anh. Ừ. Đây này, bắp cải hôm trước là thấy nó cuồn ít thôi, nhưng mà bữa nay là bắt đầu cuồn rồi đấy nhỉ. Dạ. Đấy, hàn như đây này. Đấy, nó cuồn được như thế này đây. Ở phía đâu này cũng cuồn đấy đấy. Mà sâu nhiều lắm mọi người ạ. Kiểu nhà mình không có dùng thuốc ấy nên là sâu nó vào nó ăn nhiều lắm. Một số cây là bị sâu nó ăn này. Chẳng hạn như những cây này là nó cuộn vào đẹp như thế này mà sâu này. Đấy, mình đi ra ngoài kia xem thử coi các bạn đau được như thế nào đây. À rô rô đây đây. Xem thử coi bữa nay là chân nó lanh chưa nào. Dô. Đấy. Cũng đỡ đây. Để cho khô đây đấy anh. Ừ. Nói chung là vẫn đang còn bị ấy nhưng mà nó không lệt hẳn nhiều như hôm trước nữa. Đỡ đấy đấy. Nào. Dô, đi. Vừa nay là đi ngon lành đấy. Vừa trước là đi cắt nhạc cho vừa nay là chạy này. À, ngày xưa mà em dê dê mà không có chết thì một cặp ấy cả một cặp thì nó vui hơn. Với lại dê dê nó khôn hơn. Ừ, con dê dê nó khôn. Dô. Chef, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, chef. Aí tá como lá? Graças a Deus, o buraco tá acessível. Tá melhor. Yeah, tá bom. Eu tô indo lá ver. Tá bem, chef. Đây, ngoài này để mình xem thử coi được như thế nào rồi nào. Boa tarde, boa tarde. Tudo bala? É. Ué, muito água. Muita água, chefe. É. Nessa água pode banhar, Bazei. Já pode banhar. Trời ơi. Bazei. Sabe quem? Puxa a careca já no chão mesmo. Puxa. Vai, puxa, deita a careca no chão. Deita a careca no chão. Eu vou se afogar. Agora não é bazer, mas é tipo casaré, né? Jacaré. Jacaré. Ataca a careca, ataca. Ataca.
Água que puxa hoje? Tá para puxar? Hoje puxa já, hoje puxa, nove lamas. Nove lamas? Nove lamas já. Agora ela tira coisa, né? Tira terra fica assim, né? Hiện tại là các bạn ấy là đang tiến hành nối cái công việc vượt những cái đất con rơi vải đấy mọi người. Đấy, rơi vải mà mình xúc đây này, xung quanh đây này, với cả là chẳng này là các bạn có chắn xung quanh cái bờ này để nước nó khỏi vào để mà tiến hành đào cái nối cái một cái lớp con lại ở dưới này. Đấy, hiện tại là phải xúc hết toàn bộ cái phần đất đấy đi nữa là được, là xong rồi đấy. Nhà mình gọi là từng này thôi mọi người ạ. Nói chung là cũng mệt mỏi đấy. Vậy là se você não me feliz que dá até aqui, vou te dar mili. Vou te dar mili. Não tem água, como coisa. Tem que ter água. Não, Bazei. Eu quero você puxar a careca no água. Eu não sei nadar, eu vou se afogar de ué. Você agora não puxa, ele disse que você não tem força. Já vai no molhar. Ah, aquele é dinheiro não faz, mano. Olha, puxa já. Ira mal todo, né? Ira mal todo, não, não coisa, né? Cầm tiền trên tay rồi kìa. Đùa đây chứ không phải. Tira, 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 tira và termina hoje, já? Para amanhã não descer mais, já? É forço, já? Já cansado muito, né? Con nessa lago, né? Ya, amanhã termina como? Aquele dia Mimi promete que fala. Nhảy nhảy thế này thì nó lên thì lạnh lắm. Sao vậy kì? Eu falei eu cozinha, mas ainda não terminando. Tá não terminando. Ainda bué lodo. Tá não terminando. Yeah. Não, termina ainda. Vamos recolher dia. Pode ser sábado ou domingo, tá vendo? Domingo todo. Domingo todo, né? Comer, beber, dançar, jogar. Qual é mais bom? Comer, beber, jogar não. Jogar não. Beber, jogar mais como? Ontem jogar, né? Sim. Ganha quem? Assim, grupo do careca bebeu? Sim. Baga quem? Nada. Como nós baga pau na ele, agora ele não baga nós. Dois jogos ele tá perdendo. É, já são dois vezes. Esse domingo aqui, todo jogo... Mas oi, não escuta mais careca. Já sempre fala assim. É mesmo, você não perde mais outro jogo. Já não quero curta, né, Bazei? Sim. Bazei, ontem marcar dois golos, né? Muito bom. Chefe, eu dou, chefe, um. Assim no lado do careca, quando é? Ontem nem eu marcava. Próximo domingo nós marcamos. Mãe? Mãe qua. Mãe é quem? Mãe na lado do chefe é mãe de você. Você? Muito. Yeah. Oi, outro vai coisa, vai tirar o lodo lá em cima, já? É fácil terminar hoje, já? O careca vem comigo. Cho các bạn dọn dẹp dưới này, còn careca đi với mình đến trên này để mình sắp xếp cái công việc ngày mai mọi người. Cái khu vực này là bờ sáu mình phải rắc vôi chứ anh? Ừ. Em thấy là có hiện tượng hình như là bị phèn đúng không? Đúng, vẫn bị đấy, bị cái phèn này mọi người. Phèn và đấy, ở những cái chỗ mà phía trên bờ này là nó vang vang á mọi người, chẳng hạn đâu góc này. Sáng như thế này thì sợ mọi người không thể nhìn thấy được ấy. Nhưng mà nó bị phèn đấy. Với cả là cái lớp đất ở phía dưới này là
Nhà mình đào là bây giờ nó ra thành cái đất màu như thế này, màu này như thế này rồi mọi người này. Cái lớp phía dưới, cùng mình đào ấy. Tức là cái đất này nó rất là rơi khi mà ấy nước ấy. Khi mà mình sẵn là thì nó sẽ bị nát hết đấy. Nên là thôi mình cũng quyết định là ngang tới tầm này thôi là mình dừng á. À, gọi là lệnh bài xuất tù đu nê xa tè ra nè. Ý xu ta cô rồi. Giá nói lột. À rè à, ừ. Đất cát đấy. Đất cát đấy, nó cũng ấy. Ồ, ý xu mà gọi là tên oro diamante ta bông à. Sôn hoa yên đã. Matar, né? Não, não me matam só, colega. Não. Me deixam só em vida, não me matam só, me deixam só em. Tá aí, cavalza, deixa só vida eu. É. Né? Deixa só vida eles, cavalo, não tem problema. É. À. Được là lúc này là đầu hú tươi đấy, mà mới xả lá quanh cái bơ hồi chiều nay đắp ấy. Mà bây giờ nó rất là nhiều luôn này. Antonio, sabe que eu pensa assim, você vai tirar bate. Entende? Oh, ok. Aquele lodo não preciso. Lodo assim não preciso. Só terra, nessa terra só. Aquele tipo assim, tá vendo? Igual aqui. Aqui não preciso. Tira só terra, tá vendo? Agora esse lodo fica ali, todo lodo depois. Não sei, rơi xuống ở đây tiếp mãi. Nhưng mà tại vì ở phần dưới cái chỗ này là bây giờ là đất kiểu đất cát đấy. Cái kiểu đất cát đấy. Bây giờ phải có chút bùn để cho cá nó sống ấy. Isso lodo pode ele depois cair, tá bom? Peixe assim vivo bom. Já? Já. Fazer já, já? Carrega, vamos comigo. Tu, já, em mangueira pode puxar lá em cima, já? Vai. Xong cái phần việc ở chỗ dưới hồ này thì sẽ tiếp tục tới cái công việc là bán ở những cái chỗ này mọi người. Đấy. Mình bán cái bờ này ra này. Bán bờ và làm cái bờ này cho nó thẳng và đẹp ấy mọi người. Bán nói là vẫn còn thiếu một số cái công việc nữa là thì bán này thì mình cũng phải chặn những cái chẳng hạn như chỗ này này, mình chặn nó cho nó vạt vạt một chút đấy để cho nó bờ hồ nó không bị sập ấy mọi người. Đấy. Você depois vai ver filha. Vai ver filha. Eu como na roupa do filha. Tá bonita lá. Tá ri muito. Sabe que? Eu ver filha você com filha do Vivi. Filha do você mais alegre. Que ela é menina do Vivi. Ele é muito trancado. Todo criança meu, tipo, ele gosta de ficar alegre. Isso. Ah, sim, bom. Também quando ele é grande, também sempre assim, tá bom. Bonita. Tá vendo, Carica? Sim, bom. Nós temos um plano de fazer casa da animal, né? Então, primeiro eu pergunto a você, qual é a ideia para fazer casa? Casa onde sinto o coisa? Para fazer casa do animal. Bem, casa do animal, aqui temos muitos sítios, a princípio temos muitos sítios, mas por mim, obrigado por você também me dar a oportunidade de eu pensar também, mas eu acharia que seria aqui, nesse lado aqui. Aqui fica mais visível também, fica mais visível em função da visibilidade, tanto lá, mesmo a pessoa que vem de lá, consegue ou então alguém que está aqui consegue lhe ver. E a pessoa que vem daqui, os que estiver lá, consegue ver quem está aqui, porque aqui no meio, é no centro. Eu também penso assim. Então, sabe que amanhã você dá só pessoa fazer limpa aqui, é? Tipo assim, tudo nessa coisa, pau, né? Cortar, limpar, fazer terra direito aqui, entendeu? Conforme está aquele dia, fazer casa atrás. Nha atrás, já? Também tem que, quando cortar, né? Não deixar só cortar assim, tem que cavar a raiz dele também, mesmo batata, banana. Dá uma grupo, tá vendo? Ele fazer aí no bar aí.
Fazer nível. Fazer nível, daí ele também, você ponta fio, tá vendo? Para fazer direito tudo, né? Eu depois o outro grupo você dá ele fazer aqui, fazer limpar aqui, já limpar essa aqui. Fazer amanhã eu venho, pode ser fazer ponto depois começar a construção. Tá, tá bem. Já? Tá bem. Mình thì mình sẽ quyết định là làm cái chuồng gà ở ngay cái khu vực này này, ở xã chỗ này mọi người. Ở đấy là thành đã là nhà trước với so với cái nhà sau này này là nằm khoảng ở tâm giữa giữa đấy, thì tức là mình cũng có thể là trông nom được á, không sợ bị mất trộm á mọi người. Cái thứ hai nữa là cái hướng gió mà thổi á mọi người, thì là cái hướng từ đây này nó thổi về phía trên này đấy. Theo như mình thấy là cái hướng gió như hồi giờ là mình thấy nó thường xuyên là nó thổi ra ở phía bên này này, hơi chéo chéo lên phía trên cái chỗ này này. Thành ra là mình làm cái chuông ở đấy thì nó cũng không bị ảnh hưởng cái nhà sau phía sau này này, cái nhà thứ hai ấy, ở phía sau này này là nó không bị ảnh hưởng tới cái mùi ấy, còn cái nhà trước thì cũng không bị. Làm cái chuông ở ngay cái phần giữa này là mình thấy là ok. Phía bên này thì vừa trước là mình cũng có đào cái chỗ để mà lấy đất đông gạch ấy, thì có thành một cái, bây giờ nó thành một cái hố ấy mọi người. Hôm trước thì mình cũng đã cho các bạn chặt những cái cây chuối ở phía bên này ấy. Phía trước này thì toàn bộ cái cây chuối đấy bây giờ là mình tập xuống dưới này để làm ủ lại để sau này làm cái phấn ấy. Thì cái bên này thì làm phấn thì sáu trông nó rất là tốt, nên là cũng có nói với các bạn là dùng cây chuối này để mà ủ phấn ấy. Đấy. Depois tá vendo tudo liso do capim, ok, pode botar aqui. Exato. Yeah? Não. Cabinho do banana só. Những cái cây kia thì làm sao vượt được. Như kiểu cái phân xanh ấy, cái phân xanh đô là folha. Folha coisa đấy ta aqui. Agora aquele batata, banana coisa đấy ta agora pau não. Exato. Pau não, pau só folha. Tá vendo folha do banana, tá vendo? Qualquer coisa. Nhưng mà cái cây này thì để lại anh, đây là chặt luôn. Trong cây này chặt luôn. Isso pau ta mới cột tải á. Cây. Sim. Cây. Cây. À, cây. Cây to. Cây to. Cây này tâm cùng chặt luôn. Vâng. Chặt, sao biết chặt? Chặt pau. Cây. Cây chặt. Chặt chặt cây. À. Dạ. Cột ta. Chặt nhá. Dạ. Chặt này, chặt cây này, chặt này, này. Dạ. Cây xoài không chặt. Dạ. Không chặt đây. Corta pau de mangueira. Não. Không chặt. Không. Không chặt. À. Không chặt. Não tá bom cortar. Không chặt là não corta. Não corta. Không. Não corta. Không. Không. Không nghe nào. Não. Chặt đây corta. Không chặt. Não corta. Já. Por que isso depois vou fazer começar aqui, tá vendo? Isso deixa sombra, já. Mana uma pessoa agora que ele pau grande caiu, já tá seco, né? Mana ele corta já, guarda no casa do lenço, leva lá dentro. Depois uma tem pessoa manda ele corta xaxá, depois mete na casa de guardar lenha. Nós temos chuva, não vai ter lenha mesmo. Cái dự tính mình làm cái chuồng nuôi ở phía sau này là mình làm theo kiểu cái hình thức là một bên là cái chuồng lớn, còn một bên là chuồng gà mọi người. Kiểu như là một cái lối đi ở giữa đấy để mà làm một cái cổng vào được khóa lại cho nó an toàn này. Đấy, là cái chuồng gà thì ở phía bên này này, phía bên này thì mình sẽ cho gà kiểu nó đi ra ngoài vườn đấy để nó ăn ở ngoài vườn, chứ còn nuôi ở trong chuồng nó ăn ngô kiểu nó không to mà gây. Như ở chỗ mình đấy là mình có nuôi gà ở phía trước đấy nhưng mà nó không có thấy nó không được to ấy, nên là phải cho thả vườn cho nó ăn ấy, ăn con giun con dế chứ nó ăn ngô mãi nó không thể to được. Mình cứ ngô với chuối mình thả ra trong đấy mà nó cảm giác nó không được to ấy. Ủa khi cacao ta xuống bí bình đấy, bên này đợt trước đúc thử mấy cái cây cacao này, quên cái khoai môn này, bây giờ nó cũng lên khá là đẹp ấy. Những cái chỗ đất này thì hơi sỏi đó mọi người. Nhưng mà bữa nào phải cho các bạn nó nhổ cỏ xong rồi vun nó lên anh. Vun cái luống nó lên. Mình mất khá nhiều thời gian ở cái chỗ mà đau hô ấy. Nên là ở vườn mình bây giờ là
cỏ đô nó mọc rất là nhiều luôn, chưa có cái thời gian để mà làm nữa ấy. Vậy vai về li agora tem coisa é para ver tipo tão de dodá hã tão de dodá dodá é como significa que dodá tipo calão ah dodá trança ah trança ah đang đan tao cho con đấy à. Đi 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 ê cười cặp bố nó cười đi. À. Tóc cũng tốt kia bé nhỉ. Cá bé luôn mũi tù. Vâng, nói 8 tháng đó. Dạ. 8 tháng mà tóc tốt nhỉ. À, khi mai ta đưa bánh frio. À, cái lê điêu về, ele não mete casaco. Eu comprar para ele. À. Ok. Chào nào, chào với. Chào kìa. Chào. Chào với. Cứ mỗi chiều là nhà mình có nói với Cathy là nấu nước cái tắm trước cho em ấy. Bây giờ tắm rửa sạch sẽ đây. Ê. Ê, giá tên quan tên đen thì. Đôi. Có hai cái. Lấy bài xuống đấy. Dạ. Thế là mọc châm nhỉ. Tạm tháng mới được có hai răng. Tipo nós tipo uma assim que nessa falar mais falar no pau gay gay exato como tipo forma tipo tradicional tipo como ainda criança não falando a dente falar gay ah não pode falar né exato ah 50 gay ai exato ai gay mas ele demora. Já, tipo, essa é a primeira criança que aí demora ainda. Senão todo já é rápido. Ele só. Agora eu filha, menina primeira, 3-4 meses, já sai dente. Agora rapaz, 5-6 meses. Aquela menina primeira, 3 meses, já não quero leite, só quero comer. Tá bom, é. Nós come que ele sempre olha na boca chorar. Assim eu daí ele come cedo. Có chí không? Hỏi con chí là gì nhỉ? Tem biolo? Sim, tem. Ồ, có. Tem biolo mà cười hả? Có chí mà cười hả? Con nít như ở nhà mình cũng đầy chí mà. Cái thanh trao bây giờ hóa nhiều cho cái anh nhỉ? Ừ. Cái cũng nhiều luôn. Bên này có cái thanh tra nhà mình đấy là mùa thứ 2 đấy. Năm ngoái là từ những ngày mà mình bắt đầu xuống dưới này khởi công cái nông trại này là nó ra hoa, đợt đấy là có quả đấy. Bữa nay là bắt đầu cái mùa thứ 2 đấy mọi người. Đấy, hoa này. Đi xuống. Đi xuống xem thanh tra. Thanh tra. Thanh tra. Thanh tra. Thanh tra. Thanh tra sai. 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 Sai tiếp verde. À thanh tra xanh. Thanh tra xanh à. Mình tưởng là sai là bảo sai trái ấy, nhiều trái ấy. Em có mấy bùi là dừa tổ chanh. Ngày nay bữa sáu mình nấu xối với lâm bánh. Isu folia será muito bem. Cả đấy cả, sabe que? Fala pessoal, xaxá coisa, né? Isso foi lá, tipo, quando cozinha arroz, mete lá a boca, será bem. Thơm. Será bem. Né? É. Né? Normal. Não, ele agora assim, mas quando mete no comida, ele fuma, sai, será bem. Né? Cười suốt ngay nhỉ? Ôi, mấy giờ đây nhỉ? Giờ chắc cũng 5 giờ đây đây. Ôi 5 giờ mình tưởng đã còn sớm cơ. 5 giờ thì tới cái giờ của cả bạn ấy về rồi. Thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào. Gặp lại các bạn. Chào. Đi. Chào đi. Chào đi. Chào đi.